Lúc ngồi đợi xe thì mới dở mật thư ra xem cái địa điểm ấy mà không có ghi cái tên nhà là gì. May lúc đấy có cái cô ngồi kế bên, cô xài điện thoại. Điện thoại nhé. Thì cô đưa cho điện thoại cho mượn luôn, tự sử dụng. Nhưng mà anh Bạch hơi yếu là giống như là nhờ người ta, là anh Bạch lại giống như là mất cỡ hay gì đó mình không hiểu. Chị ấy là ngồi tuốt bên kia kìa, anh Bạch thì ngồi ở đây. Chị ơi, có thể cho mình điện thoại được không? Nói nhỏ xíu như vậy. Thôi em đi. Nói như vậy ai mà nghe? Đi, ngồi kia bên cạnh mà nói đi. Ủa, khoan, cái nhà đâu rồi? Nhà. Chị ơi, đây có nhận mật thư không? Đưa mật thư không? Có nhận mật thư, có gửi mật thư gì cho tụi em không? Mật thư đây nè. Không có. Cô có giữ mật thư không? Có giữ mật thư này không? Ông nghiêm túc lắm. Không cười thiệt. Nhìn thẳng như vậy. Không nói một câu nào. Mình nói là à chú ơi, có tụt thơ thì đưa cho mình. Mặt nghiêm túc vậy. Như vậy. Lúc mà nhận thư xong rồi mới biết là à, chú này giả bộ như vậy. Khăn choàng cổ. Anh đó. Con Trăn thì thương lắm. Bởi vì hồi này anh đeo cái con Trăn đi ra ngoài thì Harry thì còn nói chuyện với cái cô mà nuôi con Trăn. Con Trăn này nó có tên không cô? Cô nói không có. Bao nhiêu ký? 6 ký. Dễ thương lắm. Đã quan sát ở đâu anh? Xa không? À. Sting hân hạnh tài trợ chương trình này.